Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới ngày càng phức tạp. Ngay từ đầu công bố dịch Covid-19 bùng phát bên Campuchia, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát người qua lại biên giới theo đúng quy định của pháp luật và các quy định hướng dẫn chỉ đạo của ban chỉ đạo các cấp về phòng chống dịch covid 19 chủ động trao đổi với lực lượng chức năng của Campuchia về tình hình dịch bệnh của mỗi bên và công tác phối hợp trong triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống, ngăn chặn. Giới quyết tâm phòng chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới. Thời gian qua, lực lượng biên phòng tỉnh Đồng An vừa làm tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vừa trở thành lá chắn thép trong phòng chống dịch, kiểm soát tốt các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Đã hơn một năm nay, dù đối mặt với điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, địa hình biên giới đi lại gặp nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, với tinh thần chống dịch như chống giặc, dạ, các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng Long An phối hợp với các lực lượng công an quân sự địa phương ngày đêm vượt nắng thắng mưa, ăn láng ngủ rừng, khắc phục khó khăn, bám trụ tại các tổ chốt Tuần tra kiểm soát chặt chẽ các đường mòn lối mở qua lại khu vực biên giới, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, kịp thời ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, góp phần để lùi dịch COVID-19 lây lan xâm nhập vào nội địa. Bên cạnh đó, các đơn vị của Bộ đội biên phòng Long An phối hợp cấp ban ngành đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho nhân dân biên giới về phòng chống dịch COVID-19 đồng thời vận động nhân dân không tiếp tay cho các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép tổ chức chốt chặn bắt giữ xử lý các hành vi vi phạm quy chế biên giới cũng chỉ là một giải pháp tình huống vấn đề cốt lõi ngăn chặn dịch bệnh một cách triệt để chỉ khi người dân nâng cao ý thức tự mình bảo vệ chính mình bảo vệ cho gia đình và cho cả cộng đồng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An chủ động phối hợp với Ban dân vận Tỉnh ủy và triển khai sâu rộng cho Ban dân vận các cấp mở đợt tuyên truyền vận động người dân biên giới nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho nhân dân ở khu vực biên giới của tỉnh về dịch COVID-19. Trên cơ sở đó, áp dụng triệt để các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm quy chế quản lý biên giới, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, không để lây lan dịch qua biên giới vào nội địa tuyên truyền dẫn động người dân không tham gia bao che tiếp tay, phát huy tinh thần tố giá các hành vi xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm. Để thực hiện tốt cái chỉ đạo của Bộ Tư lệnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng à, tăng cường về công tác à, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống buôn lâu và à, phòng chống à, Covid, thì việc đầu tiên à, đảng ủy, ban chỉ huy đồn à, xác Định làm tốt công tác tuyên truyền thì à, thông qua các hội viên các thành viên của các tổ chức xã hội để tuyên truyền ở gia đình và những người có uy tín trong gia đình tuyên truyền cho con cháu trong gia đình để là thứ nhất là nêu cao tinh thần đấu tranh với các loài tội phạm đồng thời là phát hiện những đối tượng có thể là xuất nhập cảnh trái phép với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong việc đấu tranh với các hành vi xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm khác. Trước áp lực người vượt biên giới trở về, các đồn biên phòng trên địa bàn quyền Đức Quệ đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước bằng hình thức phong phú đa dạng tại các trạm kiểm soát tổ chốt phòng chống dịch COVID-19 và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Lực lượng biên phòng trao tận tay người dân tài liệu, những điều quy định khi qua lại biên giới bình thường và những quy định xử phạt khi xuất nhập cảnh trái phép bị phát hiện. Nhìn chung, tại những điểm tuyên truyền vận động, đa số người dân biên giới đồng tình với việc thực hiện ngăn chặn qua lại biên giới là để phòng tránh dịch bệnh một cách tốt nhất. À, tôi thấy rằng là đồn cần là quan hệ kết hợp chặt chẽ với đoàn thể ở các là nơi biên giới là chặt chẽ hơn để có cái vận động dân dân để rồi tiếp tục đó là phòng chống là những người vượt biên là trái phép kịp thời là tố giác lên để cho là cơ quan chức năng là làm nhiệm vụ để ngăn chặn đó là thứ nhất cái thứ hai đó là trong chống dịch người mà tham gia buôn lậu thì ban đêm đó là coi như họ sẽ qua lại trong biên giới bởi vì người ở đây vô tiếp xúc người trong kia nếu như có lây lan bệnh thì nó sẽ mang cái mầm bệnh đi là khó tìm ẩn là khó tìm ra do vậy rằng đề nghị trong kế hoạch là đồn cần nên có những cái biện pháp gì đó cụ thể để được kịp thời ngăn chặn là không cho là cái thành phần bu lậu là vượt biên qua trái phép thông qua cái những người dân nè làm ruộng trực tiếp nè để làm sao ta nâng cao cảnh giác của chúng ta ta sẽ xử lý được những trường hợp nhập cảnh trái phép đồng thời chúng ta xử lý được những trường hợp xuất cảnh trái phép Lực lượng biên phòng còn tuyên truyền bằng loa cổ động để cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh COVID, cách phòng tránh và kêu gọi người dân không tham gia vào các hành vi đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép, không tham gia vận chuyển hàng lậu. Mỗi địa bàn biên giới của tỉnh có những đặc điểm khó khăn riêng, Do vậy, công tác dẫn trọng quần chúng đấu tranh với các hành vi xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm khác cần phải linh động phù hợp thực tế. Đối với xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, còn nhiều đường mòn lối mở. Vì vậy, nơi đây cũng trở thành điểm nóng cho những đối tượng tham gia đưa rước người trái phép, lợi dụng tập kết người để đi về các địa phương khác. Trong những ngày gần đây, đồn biên phòng Bình Hiệp đã phối hợp với dân trận, mặt trận và đoàn thể xã xuống tận địa bàn có nguy cơ dẫn đường đưa rước người qua biên giới trái phép, vừa phổ biến pháp luật biên giới nâng thêm nhận thức cho họ. Đồng thời, vận động nhân dân khu vực này ký cam kết với chính quyền không tham gia tiếp tay, không vượt biên trái phép. Qua theo dõi nắm bắt địa bàn, khu vực Tà Nu, xã Hưng Điền A, huyện Chỉnh Hưng là nơi người dân hai bên biên giới giao thương với nhau hàng ngày trước khi dịch bệnh xảy ra. Khi dịch bệnh bùng phát, họ đã tìm cách dược biên trái phép để tránh dịch. Dễ trăm lần không chân cũng chịu, khó dạng lần dân liệu cũng xong. Trong đấu tranh phòng chống COVID-19 và ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm khác, bảo vệ an toàn trước trong sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với cái quyết tâm chính trị rất là cao, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đã và đang phối hợp với cấp ủy chính quyền và nhân dân trên biên giới thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và phòng chống dịch Covid-19 xác định cái nhiệm vụ bảo vệ biên giới nói chung và phòng chống xuất nhập cảnh trái phép nói riêng là cái nhiệm vụ của toàn dân của cả hệ thống chính trị. Trong đó bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt với cái sự vào cuộc của toàn dân thì là vai trò của nhân dân đối với việc tham gia phòng chống đặc biệt là tố giác các cái hoạt động vi phạm trên biên giới xuất nhập cảnh trái phép. Cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Long An rất uh, mong bà con nhân dân trên biên giới uh, luôn luôn là uh, cảnh giác uh, hợp tác tốt nhất với uh, Bộ đội biên phòng và các cấp các ngành để thực hiện tốt cái nhiệm vụ uh, phòng chống uh, xuất nhập cảnh trái phép và tội phạm trên biên giới. Dù còn gặp nhiều khó khăn như giao thông, thông tin liên lạc, nhu yếu phẩm nhưng các cán bộ chiến sĩ của đơn vị vẫn duy trì nghiêm công tác trực chiến đấu, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cũng đã tăng cường lực lượng và duy trì nghiêm tất cả các tổ chốt trên tuyến biên giới, chủ động phối hợp với các sở ngành đoàn thể của tỉnh và địa phương khẩn trương vào cuộc, không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch, không để dịch bệnh xâm nhập qua biên giới. Các đồng chí và các bạn xem này thân mến, nội dung phóng sự Bộ đội biên phòng Long An quyết tâm ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép đã khép lại chuyên đề vì chủ quyền an ninh biên giới do Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Long An và Đài phát thanh truyền hình Long An phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại vào chuyên đề kỳ sau được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 21 tháng 6 năm 2021 trên kênh NLA 34.